Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Một ngày mới, mình chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Đấy, được gặp lại mọi người, mình cảm thấy rất là vui. Đã mấy ngày hôm nay mình không ra clip cho mọi người xem rồi, bởi vì ở trên miền núi bây giờ nó trời mưa ấy, nên là với lại ở trên trời nó rất là tối nên là mình không thể quay cho mọi người xem được. Đấy, hôm nay mình sẽ làm, mình sẽ nấu món chân giò, mình nấu với hoa chuối, với lại nước ngọt Zino nha. Mình sẽ nấu kiểu là mình kho ấy, ở trong ống tre nha. Mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Gia vị hôm nay của mình này mọi người. Đó, đây sẽ có một cái chân giò nhá. Chân này là chân lợn chứ không phải chân heo nhá. Còn đây là bột ngũ vị hương để lát mình cho vào kho này. Còn đây là nước ngọt như kiểu Zino, Zesala. Đấy, còn đây là hoa chuối này, một bịch nước này, lát mình làm nước kho ấy. Còn đây sẽ là một cái ống tre để lát mình như kiểu là thay thế một cái nồi để mình kho bên trong ấy. Đấy. Đầu tiên mọi người muốn ngon thì phải mọi người phải bóc hoa chuối ra nhé. Bóc mình bóc lấy những phần nào mà mềm mềm non non ấy để mình làm. Trước khi mình làm thì mình phải thái nhỏ ra, xong là mình như kiểu là mình bóp cho cái nước nước chát chát của nó ra ấy, như kiểu nhựa ấy đó. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ ra nha. Mình thái bé bé này, xong là lát mình bóp ra. Giờ mình sẽ cho muối vào này, mình bóp nước chát ra, là mình ăn nó sẽ ngon hơn. Đó. Mình bóp, phải bóp, bóp cho nó mềm ra nha mọi người nha. Mình sẽ cho một ít nước vào bóp này. Ui. Này mọi người thấy chưa, mình vừa cắt này. Cái nhựa của nó dính con dao này, đen xì xì này, mọi người thấy chưa? Mọi người bóp tới lúc nào mà nó ra cái nhựa ấy thôi nhá mọi người nhá. Rồi. Còn cái thịt lợn này bây giờ mình sẽ như kiểu mình sẽ cắt cho nó như kiểu có lỗ để lát nó ngấm vào thịt nó sẽ ngon hơn nha mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cắt này. Đó. Mình cắt như này tí nước nước sốt của nó mới ngấm được vào bên trong được. Đó, đây này. Mình cắt thêm miếng đây nha. Đó, rồi ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhóm bếp lửa nha. Ok, vậy là đã có lửa rồi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho cái ống tre mình vào này. Đây này mọi người, hoa chuối sau một lúc mình bóp này, giờ nó sẽ thành như thế này này. Đó, cái nhựa của nó đen đen á. Mình cho cái muối vào để cho nó ra nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ cho vào ống tre và mình chuẩn bị làm thôi nha. Trước tiên mình phải cho chân giò vào trước nha mọi người nha. Là mình sẽ thả vào này. Đó, mình thả vào bên trong này. Đây là mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ đổ cái bột ngũ vị hương này vào nha. Mình đổ vào. Wow. Ngũ vị hương này rất là thơm luôn nha mọi người. Còn cái hoa chuối này bây giờ mình sẽ đổ nước vào, mình bóp lại cho cái nhựa ra, xong là mình đổ đi, xong là mình mới cho vào được. Không nó sẽ ăn rất là chát luôn. Đó mọi người thấy không? Như kiểu sữa ấy. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ bóp lại lần nữa xong là mình đổ đi nhá. Mọi người thấy chưa? Nó ra cái sữa nó trắng trắng này.
Đó, mọi người thấy chưa? Mình bóp xong là mình đổ luôn này, mình đổ luôn đi. Đó, mình bóp hết cái nước này ra. À, bây giờ mình sẽ cho vào ống tre nha. Trước khi cho vào ống tre thì mọi người phải cho nó giãn đều ra nha. Mình cho cái hoa chuối này nó giãn đều ra. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho muối mì chính vào, xong là mình sẽ lắc cho nó đều vào. Đây sẽ là muối mì chính nè, mình cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ lắc đều nha. Úi. Mình lắc đều xong là mình đổ nước vào, xong là mình bắt đầu cho lên bếp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổ nước vào nha. À đâu, mình cho lên bếp xong là mình đổ nước sau. Đó, lửa đang cháy rất là ác này. Bây giờ mình sẽ cho lên này. Đó. Mình sẽ nấu kiểu này nhá. 3 cái cọc này sẽ giúp mình giữ thăng bằng để cho cái ống tre nó không bị đổ nha mọi người. Đó. Mọi người muốn ăn nhanh thì mọi người có thể chuẩn bị nước nóng trước nhá. Đây mình có chuẩn bị một xinh nước nóng trước rồi này. Bây giờ mình sẽ đổ nước nóng vào trước nha. Xong là lát mình đổ nước Zino xuống sau. Đó, mình sẽ bắt đầu đổ này. Đóng cái nắp lại nha mọi người. Đó, mình sẽ quấn cái này là cái thân chuối này, với lại đây là túi bóng, mình sẽ nắp vào trên này nha. Đó, mình ấn này cho nó không thoát hơi nó mới chín nhanh được. Đó, bây giờ ui khói nhiều quá. Đó, cái bếp của mình nó sẽ thành ra như thế này nha. Đây nè. Mình cho mọi người xem nào. Đó, đốt nó sẽ từ từ lửa nó sẽ lên bên trên này. Mình cứ để hấp ở đây tầm khoảng 1 tiếng là nó khắc chín thôi mọi người. Tuy nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là ngon luôn. Bởi vì mình kho ở trong ống tre. Nó sẽ rất là thơm, nó sẽ rất là ngọt. Khói rất là nhiều luôn. Mình nấu kiểu này kiểu nó đè trên củi, khói nó sẽ rất là nhiều. Trời nó cũng sắp tối rồi mọi người ạ. Trời nó lại đen xuống rồi. Đây này mọi người xem này. Như kiểu yêu quái đang về á, trời lại đen xì xì rồi lại. Mấy hôm nay thời tiết chẳng ủng hộ gì mình cả. Đó. Mọi người có thể thấy đấy, đen xì xì luôn. Mình đã cho lửa rất là lớn rồi mọi người. Mọi người cùng chờ đợi thành quả của mình xem có thành công hay không nha. Kìa, cái ống tre nó còn nứt rồi kìa mọi người. Đây này. Đó. Thank you.
Rồi mình nấu rất là lâu rồi mọi người. Mình nấu tổng khoảng 2 tiếng rồi đấy. Mình nghĩ chắc là chín rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha mọi người nhá. Giờ mình sẽ mở nắp ra xem bên trong nó sẽ như thế nào nhá. Wow, bất ngờ quá. Wow, đây là mọi người. Ui, khói nhiều quá. Giờ sẽ đổ ra đĩa nha. Ui. Ui, nó còn nước mọi người ơi. Cho mọi người xem xung quanh, xem cận cảnh luôn này. Wow, đây là chân giò này. Quả chân giò nó đã rất là vàng, rất là ngon. Wow, đó. Wow, nhìn thèm quá mọi người ơi. Đây, giờ mình sẽ thưởng thức thôi nha mọi người nha. Wow, nhìn thèm quá. Đây là thành quả của cả buổi chiều hôm nay của mình nè mọi người. Đó. Đấy, đây mình sẽ ăn thử một mấy miếng hoa chuối nha mọi người nha. Xin mời mọi người nha. Wow, mùi vị của nó rất là thơm, nó có cái gia vị bột ngũ vị hay ngũ vị hương ấy. Ăn rất là ngon luôn. Mình thử chấm với muối ớt xem nào. Vẫn là nước chấm thần thánh muối ớt siêu cay. Đã quá. Giờ mình ăn mấy miếng hoa chuối xong rồi mình ăn thịt. Wow, đã quá mọi người ạ. Thực sự rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ giờ mình sẽ guốc cái chân giò này nha mọi người nha. Wow. Nhìn là thấy khoái lắm rồi đấy mọi người. Nhìn thấy đã. Wow, nóng quá mọi người. Ui. Nóng quá. Mọi người xem nào. Rất là to, rất là ngon luôn. Tại mình nãy mình cho vào cái ống tre nên bây giờ nó co co tròn lại. Giờ mình sẽ chấm với muối ớt này. Xin mời tất cả mọi người nha. Wow. Quốc à. Mùi vị của nó rất là thơm. Với lại cái nước của cái hoa chuối ấy, ăn nó rất là ngon luôn. Mình nấu cho ống tre nó rất là thơm, thì nó cũng mềm mềm giòn giòn, nó ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ thử miếng hoa chuối này. Nấu với lại nước nước Dino. Nước gì nhỉ? Rizala như kiểu giống như kiểu Dino ấy, uống canh của nó nấu với này nó rất là ngon, ngọt ngọt chua chua, ăn rất là ngon luôn. Quốc kia mà. Ngon quá trời luôn mọi người. Mình sẽ hút miếng canh nha mọi người.
Wow, cay quá. Mình bẻ chân của nó ra mà ăn này nó sẽ dễ hơn. Bạn gái mình xé miếng to quá, tận giờ chưa nuốt được. Nhìn xé phải cái gân của nó sao ấy, mọi người ăn rất là dai luôn. Cái gân của nó này. Cái gân dai quá. Quốc à. Mọi người có thể làm theo mình nhé, ăn rất là ngon luôn. Thật sự đợt trước mình làm lẩu ống tre ở clip trước ấy, mình ăn cũng rất là ngon. Đến clip này thì mình kho chân giò, mình kho ở trong ống tre, nóng rất là thơm, ăn rất là ngon luôn. Miếng da của nó. Wow, cay quá. Mọi người ăn này chấm với lại muối ớt, nó ăn nó thật sự rất là tuyệt vời luôn, rất là ngon. Da của nó ăn rất là giòn. Mình chỉ ăn nào. Thịt nạc này mọi người. Thịt nạc. Mọi người thông cảm nhé, ở tại vì trời trời trên miền núi nên cũng sắp vào tối nên là quay nó không được sáng, lại không được đẹp lắm, không được rõ ấy. Nên là mọi người thông cảm với mình nhé. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cho nhiều người biết hơn về mình nhé. Ngon, đã quá trời luôn. Mình đảm bảo cái món này ở trên YouTube chưa có ai làm luôn. Nhà mình làm ăn rất là ngon, mọi người có thể làm theo mình, ăn rất là ngon luôn. Tại mình nấu mình kho trong ống tre. Cái gì nhỉ? Cái da của nó này nó không được mềm cho lắm, nó kiểu giòn giòn ấy, nhai cũng rất là sướng, nó cũng ngon. Nói chung là nó vừa đủ chín ăn nó vừa ngon. Đó, mọi người xem nào, thịt nạc của nó mình xé ra. Quốc ngon mà, cay quá. Đã quá. Cái hoa chuối này ngon hơn à. Ngon quá. Mọi người, cái hoa chuối này có rất là nhiều tác dụng, như kiểu ở trong theo mình được biết thì nó ở trong thuốc nam ấy. Thứ nhất là nó theo họ bảo là chứa đựng bệnh tim này, kiểu nằm trong thành phần chứa bệnh tim ấy, chứa được bệnh tim này. Chứa được cái gì ta? Chữa được hình như là đau lưng hay gì đấy. Nói chung là nó có rất là nhiều tác dụng nên là mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà mình chỉ nhớ cái quan trọng nhất là họ trong bài thuốc này họ chữa bệnh tim ấy, họ nó có chữa cái loại này. Ngon quá. Đấy, cái phần này mình bóc ra. Ôi. Phần gân của nó dai quá mọi người. Cái gân của nó này.
ăn miếng này. Ngon. Cái gân của nó dai quá mọi người. Cho mình nấu trong ống tre nó vừa đủ chín thôi. Ăn nó cũng rất là ngon nhưng mà nó dai quá. Nó không được mềm đâu lắm. Giận. Wow. À, cua kem à. Rất ngon. Cái miếng này chắc nó trong nó hơi dai mọi người ạ. Nên là cái miếng này mình chắc phải mang về nhà nấu lại. Miếng này dai quá mình không nhai được. Mình chỉ ăn cái phần hoa chuối. Cái hoa chuối ăn rất là ngon mà. Mọi người mà ai mà được ăn này thì sẽ biết là cái hoa chuối nó nấu nó ăn nó sẽ ngon như thế nào luôn ạ. Ngon quá. Tại mình để trong ống tre nó không đủ kiểu nước nó quá nóng ấy, không kiểu mình cũng nấu rất là lâu nhưng mà chắc là nước không nó không nóng mấy nên là cái mấy cái thịt nó dính ở xương lên này nó sẽ không ra dai lắm, kiểu toàn gân này sẽ không ra hết được, mình chỉ ăn được những phần thịt nạc với lại da thôi. Ăn hoa chuối không, thịt này nó dai quá. No quá mọi người. Thật sự rất là no. Cay quá. Ngon quá. Mọi người thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cho nhiều người biết hơn về mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này của mình. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Bye bye.